Nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ qua đời. Nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ, 66 tuổi, qua đời lúc 13 giờ 50 chiều ngày 23 tháng 12 tại nhà riêng sau thời gian bệnh ung thư. Nghệ sĩ Thanh Điền, chồng nghệ sĩ Thanh Kim Huệ nghẹn ngào: "Khi tôi đang đi quay phim thì được người nhà báo tin, cô ấy chờ tôi về đến nhà gặp mặt lần cuối mới chịu nhắm mắt. Tôi đau lắm khi mất đi người vợ gắn bó, người đồng nghiệp tài hoa của làng cải lương." Thanh Điền cho biết ông chuẩn bị tâm lý cho sự mất mát này vì vợ bị ung thư, sức khỏe bà suy yếu nhiều năm qua. Nhiều đồng nghiệp bàng hoàng khi hay tin Thanh Kim Huệ qua đời. Nghệ sĩ Minh Vương, bạn diễn ăn ý của Thanh Kim Huệ, ngậm ngùi khi hay tin bà mất, nói ông biết tình trạng của Thanh Kim Huệ suốt mấy tháng qua. Ông tư vấn cho đồng nghiệp một số nơi chữa bệnh, cầu nguyện cho bà sớm hồi phục. Với ông, Thanh Kim Huệ là một trong số ít những cô đào có chất giọng kim, sáng, vang hiếm có. Minh Vương cho biết, Thanh Kim Huệ không tham gia nhiều vở, nhưng các nhân vật của cô ấy đều để lại ấn tượng đậm nét, trở thành chuẩn mực cho các diễn viên trẻ. Nghệ sĩ Bạch Tuyết nói hay tin bạn mắc bạo bệnh đã lâu, song sự ra đi của Thanh Kim Huệ vẫn khiến bà nhói lòng. Nhiều tháng trước, Bạch Tuyết thăm Thanh Kim Huệ. Lúc nữ ca sĩ trở nặng, thấy đồng nghiệp đau đớn trên giường bệnh, bà không cầm được nước mắt. Bạch Tuyết cho biết, vậy mà em ấy không than một lời. Có lần em nói với tôi, nếu được em chỉ muốn mình ra đi sớm để chấm dứt nỗi đau cho bản thân và gia đình. Kim Tử Long cho biết anh đau lòng vì không hề biết bệnh của nghệ sĩ. Kim Tử Long nói mất mát này quá lớn với sân khấu cải lương. Tôi tiếc vì chị ấy không chờ kịp đến ngày được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Chị ấy đang ấp ủ dự án dựng lại vở kinh điển của mình, nhưng giờ mọi chuyện dang dở. Kim Tử Long thích nhất Thanh Kim Huệ đóng vai Hà Trang của Em ơi đừng khóc nữa, một hình tượng phụ nữ thủy chung trong tình yêu. Thanh Kim Huệ tên thật là Bùi Thị Huệ, sinh năm 1955 tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 13 tuổi, cô bé Bùi Thị Huệ về đoàn Kim Chung, gánh hát đình đám thời bấy giờ, diễn các dạng vai vừa nô tì đến đào ba, đào nhì. Bà lấy nghệ danh chữ Kim, ngụ ý về âm sắc cao, vang sáng, chất giọng của mình. Chào quý vị và các bạn đến với Người Nhà Quê. Chúc các bạn có những phút thư giãn thật tuyệt vời. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Giải Trí.